Dạ rồi. Đúng rồi, tốt. À. 5 cái rồi nhanh. 2 3 thủ xuống. 4 Sâu xuống nào, sâu xuống. Làm hết sức nào, hết sức cho mọi người nào. 6 6 cái. Nào có sức mạnh nào tốt nhỉ? Máu nào vào đây nhanh. Toàn. Máu nào vào đây nào đó. Vào đây, là hết cơ đây. Nào, ai chơi thế nào. Rồi. Nào, cũng đẩy ra chứ. Nào, không được sập xuống. Không được sập. Nào phải đẩy vai ra trước đi, đẩy ta ra trước đi. Nào ai chơi sập xuống đi. Không được sập. Khó. Nào, Toàn Béo mới làm cho xem nhanh, nhanh. Toàn Béo mới làm cho xa nó xem nhanh. Nhanh lên Toàn Béo nhanh. Hào ơi. Về thử đây sẽ có làm được không nào. Hào. Cái thử làm cơ bụng với cái này có làm được không? Cái này trên thế giới có cái thằng nó tập gym, nó làm hạc lâm. Cầm chân à? Không, đấy, thẳng chân ra làm như làm con lăn này. Đấy, bằng trước. Đấy rồi, Hảo nó làm đơn giản. Như này vừa khỏe vai vừa khỏe bụng. Đây, tập được cái này khỏe vai lắm. Tập được cái này vai khỏi phải nói luôn. Đấy đúng rồi. Run quá thế. Đấy nhưng mà tập được cái này khỏe lắm. Đó, chung mày cầm san không làm được. Thằng nào làm được đấy nhỉ? Phúc ơi, về thử cái này nào, nhanh. Làm cái bụng đi. Chân thẳng ra ngoài luôn, không quỳ gối nhá. Cầm tay vào. Ok. Nào là nào đừng không được sập, nào không được sập. Đấy. Ra vừa rồi thế thôi, vai phải làm vào luôn, đúng rồi. Đấy. khó đấy. Hào làm được mấy cái. Vào đi. Nào ra nào, khóa chặt cái vai vào. Khó chặt vai mới được. Sát thật bẩn chứ. Tay người ta phải thẳng về trước. Những cái thằng nước ngoài nó làm nó tay nó thẳng về trước mà. Tay nó thẳng, chung thử nào. Thử, nhanh, biết đâu mày làm được làm nào. Ui thử làm mấy cái mà cơ bụng, nó rút bụng luôn đấy. Wow, được đấy, chung được đấy. Đây đấy nhá, mày đừng đùa, càng bé làm càng ác. Đúng rồi, cố gắng càng thẳng, ép vai xuống thẳng được càng tốt, làm ít nhưng mà thử làm có chất lượng.
Hơi bị khoai đấy. Tiếp. Thử ra nhé, xem trình độ cao thủ đến đâu rồi. Ở đây là gần như là bất lực. Khả năng tiềm làm được. Đấy đúng rồi. Ui tiềm làm ngon. Tấn thử nào, tấn đây, tấn thử nào. Thầy làm mấy cái mà vừa rút bụng luôn đấy. Đào chặt vai vào. Khóa chặt vai vào. Mình bình thường hạ lết lưng, phải khum lưng lên, khum lưng lên. Khum cái lưng lên nhá, đừng thẳng lưng đấy. Đúng rồi. Rồi về luôn. Ok, được tốt đấy, hào tốt đấy. Đặng lắm. Thật ra là thầy cho mình tập quen tập được ngay. Đơn giản. Chẳng qua là mình làm không quen thôi. Hơi khoai. Hả? À, hướng á? À? Hướng đâu? Hướng á? À, hướng khó. Thử lại nào, Khan thử lại nào. Tay khỏe là một chuyện đấy, nhưng mà nó phải cơ bụng nữa. Kéo lại mất tiền đi làm lại răng. Có ai muốn thử được không? Hết rồi đúng không? Ok. Bách tập cơ bụng với lại tạ 50kg. Được đấy. Cảm giác phê chứ, Cảm giác sướng như tập rồi. Ra nín thở. Về thở ra đó. Ra nín thở luôn. Thế sức à? Thử tay hơi bị khó khăn. Chờ thử em làm đâu nào. Khoai đúng không? Hả? Sao? Đúng rồi, lưng phải khỏe, mà vai phải khỏe nữa. Lưng với vai quan trọng, tại vì là sau cái vai mình phải khóa được, nếu cái vai mà không chịu được là không chịu được. Nói chung là không quen thôi, tầm hào mà tập thì cái này không khó, đơn giản. Người cơ đét thế này. Vừa làm một cái thử thách với này, vui vui với này các em vận động viên. Một cái thử thách này không tập bao giờ nhưng mà làm nó cực kỳ khó anh em ơi. Khó đấy, nhưng không tập bao giờ làm mà khó đấy. Còn trừ trường hợp nếu mà tập luyện 1 tuần 2 tuần thì các em làm nhanh nhói ngay. Nhưng mà do không tập nên ra là sẽ rất khó để làm nó. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Dũng Ngủ nhé.